Xin chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ngạo mạn thiết lập vùng cấm rồi xưng đế Đàm Vĩnh Hưng leo cao bằng đôi cánh ngồng cuồng Vào năm 2021, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị dư luận tố biển thủ tiền từ thiện Khi đó, anh ta đáp trả lại dư luận bằng một status trên trang Facebook cá nhân với nội dung đầy hẳn học Anh ta mất bình tĩnh, xưng mày tao với khán giả rồi sau đó kết luận Đàm Vĩnh Hưng là vùng cấm. Nhiều năm, anh chàng ca sĩ này có lượng người hâm mộ hùng hậu. Trong nhiều trường hợp, khi anh ta hô hào thì các fan cuồng hưởng ứng nồng nhiệt và thế là anh ta nhìn thấy quyền uy trong tay mình. Đó có thể là lý do khiến cho ca sĩ này tự tin thái quá, vừa ngạo mạn tuyên bố Đàm Vĩnh Hưng là vùng cấm. Phát ngôn ngông cuồng của Đàm Vĩnh Hưng là vùng cấm ngay cả lãnh tụ đảng cộng sản việt nam cũng không phải là vùng cấm mặc dù đảng cộng sản rất muốn thiết lập vùng cấm đảng cộng sản có cả bộ máy tuyên truyền khổng lồ để mà tô vẽ lãnh tụ cho mình có bộ máy công an khổng lồ để mà bắt bớ những người xâm phạm vào vùng cấm của lãnh tụ họ tuy nhiên nhiều người vẫn cứ mạnh dạn giải thiêng lãnh tụ mà không màng đến vùng cấm ấy với lãnh tụ cộng sản không thiết lập vùng cấm mà còn không cấm được thì liệu đàm vĩnh hưng có thiết lập được vùng cấm của mình hay không với những người có tư duy độc lập thì chẳng ai là vùng cấm cả những ca sĩ nào ngông cuồng dẫn dắt lớp trẻ đi theo hướng cuồng tín thì sẵn sàng có vô số người sẽ xâm nhập vùng cấm ấy để mà vạch mặt những bản chất xấu xa lãnh tụ cộng sản còn không cấm hết được mọi người thì không biết đàm vĩnh hưng cấm được ai đây dư luận xã hội luôn có sức mạnh rất lớn. Trong cộng đồng luôn có những người tỉnh táo để phân tích đúng sai, để đưa ra những ý kiến sắc đáng. Núi cao còn có núi cao hơn. Ai tự cho mình là ở trên đỉnh thì người đó đã tự giới hạn khả năng của mình. Việc Đàm Vĩnh Hưng cho rằng anh ta là vùng cấm thì thể hiện rằng anh ta đang nhiễm bệnh ngông cuồng, chứ không phải anh ta có quyền lực như anh ta đã suy tính về mình vĩ cuồng nặng khi đàm vĩnh hưng làm phim sưng đế đã là ngung cuồng thì không bao giờ nhìn ra cái sai của mình để mà sửa sau câu nói đàm vĩnh hưng là vùng cấm thì anh ta lại tiếp tục làm đại diện hình ảnh sưng đế từ ngung cuồng anh ta bước lên nấc thang cao hơn đó là chứng minh và chứng vĩ cuồng việc sưng vua sưng đế của đàm vĩnh hưng đã vấp phải phản ứng của xã hội vì vậy anh ta rút lại từ đức vua trong bộ phim đức vua hào quang rực rỡ bởi anh ta sợ đám đông chứ không phải anh ta nhận ra mình đang vĩ cuồng để điều chỉnh bản thân cũng có người nhận xét rằng cách đàm vĩnh hưng ăn nói trong các clip cho thấy anh ta là con người chưa trưởng thành về nhân cách anh ta còn bị cảm xúc chi phối và ăn nói không biết suy nghĩ bản tính thiên về hoang dại hơn là người có rèn luyện về nhân cách cạn nghĩ nên anh ta phát ngôn bất chấp việc anh ta sợ dư luận phải rút lại từ đức vua cho thấy anh ta không đủ tư cách để mà thiết lập vùng cấm cho mình nếu đàm vĩnh hưng là vùng cấm thì anh ta đè bẹp dư luận luôn chứ sao phải sợ dư luận mà rút danh sưng đức vua như vậy nếu là người khôn ngoan không ai lại tuyên bố bản thân mình là vùng cấm. Tuyên bố Đàm Vĩnh Hưng là vùng cấm, mà phải tháo chạy khi thấy xã hội tiến vào vùng cấm. Xã hội này đang bị những nghệ sĩ đen dẫn hướng theo hướng lệch lạc. Những người hiểu biết có suy nghĩ chín chắn là những nhân tố quyết định trong việc nắn lại hướng phát triển lệch lạc đó. Cần phải lên án mạnh mẽ những ca sĩ mạnh miệng thì tiếng nói đạo đức nhưng đằng sau là tấm mặt nạ cuộc đời. Họ làm những việc thất đức định hướng cho những người hâm mộ mù quáng đi theo con đường xấu cũng là việc làm thất đức. Những nhà văn, nhà thơ nô bộc bị xã hội lên án thì không lý gì. Những ca sĩ, nghệ sĩ nô bộc bất chấp những điều xấu dẫn hướng giới trẻ đi vào con đường lệch lạc cần phải bị lên án. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Ngạo mạn thiết lập vùng cấm rồi xương đế. Đàm Bệnh Hưng leo cao bằng đôi cánh ngông cuồng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .de. kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vượng Vin vào thế phải tử chiến, không thắng cũng nổ hết gần cổ rồi mới gục mới đây chúng tôi đã có một bản tin với tựa đề Tại Việt Nam bị Trung Quốc đánh, tại Mỹ thì gặp khó nhằn, VinFast bị chặn đầu, khóa đuổi. Bài viết này nói về tình trạng bi đát của VinFast tại thị trường ở Việt Nam. VinFast đang bị xe điện của Trung Quốc đánh rất mạnh. Tại Mỹ thì xe của VinFast chưa được thị trường này chấp nhận, thậm chí mới đây các trang báo Mỹ đã chê xe VinFast VF8 rất thậm tệ. Ngoài ra, khách hàng Việt Nam đang phản nàn về việc xe VinFast 9 bị lắp loại vô lăng của VinFast 8 là loại rẻ tiền hơn rất nhiều. VinFast đang gần cổ lên mà gáy. Mấy ngày sau, tờ báo Dân Chí có bài viết Chủ tịch Vingroup hé lộ cách VinFast tự tin so găng với Tesla xe rẻ Trung Quốc. Với bài này, ông Phạm Nhật Vượng muốn chống lại dư luận bất lợi đối với xe VinFast hơn là chống lại đối thủ của VinFast tại Việt Nam cũng như tại Mỹ có thể nói hầu như không một quốc gia nào trên thế giới có thể cạnh tranh về giá với hàng Trung Quốc. Cho đến nay, hàng Nhật cũng phải vất vả mới đẩy lùi được hàng Trung Quốc. Còn nhớ vào đầu thập niên 2000, xe Trung Quốc tràn ngập thị trường tại Việt Nam, từ Bắc đến Nam. Thị trường bán ra 10 chiếc xe máy thì chỉ có tầm một chiếc xe là của Nhật. Ai cũng biết hàng Nhật có chất lượng vượt trội nhưng không thể đẩy lùi xe Trung Quốc một sớm một chiều mà phải mất hàng chục năm. Trong thời gian đó, các hãng như Honda, Yamaha, Suzuki đã phải chấp nhận mất thị phần gần như là một thực tế không thể thay đổi. Xét về trường hợp của Vinfast, chắc chắn Vinfast không thể cạnh tranh về giá với xe của Trung Quốc. Trong khi đó, chất lượng của Vinfast thì chưa chắc gì hơn được chất lượng xe của Trung Quốc. Vậy thì chưa đánh đã thấy thua, chưa nói gì đến cạnh tranh đầy. Thời điểm ông Phạm Nhật Vượng xuất khẩu 999 chiếc xe sang Mỹ thì Tesla có dự tính xây dựng nhà máy tại Đông Nam Á, sau đó là Trung Quốc cũng tiếp bước. Thị trường Đông Nam Á có dân số gấp đôi thị trường tại Mỹ và là thị trường dễ tính hơn thị trường ở Mỹ. Vậy mà ông Phạm Nhật Vượng lại chọn Mỹ và châu Âu để mà phát triển ban đầu. Thị trường Mỹ đang nói không với VinFast với việc định hướng bị lệch đã khiến cho công ty vinfast không biết đến bao giờ mới hỏa vốn được đây thời gian đốt tiền thì vẫn đang tiếp diễn đốt mỗi ngày càng nhiều hơn ông phạm nhật vượng là người lãnh đạo trong tập đoàn mà dẫn tập đoàn đi vào vô định thì xem như nhà đầu tư đang giao chứng cho ác rất chẳng khác gì ông nguyễn phú trọng bắt cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội chưa bao giờ có một doanh nghiệp toàn cầu nào coi thường khách hàng mà có thể tồn tại được chưa doanh nghiệp toàn cầu nào mà không đầu tư vào chất lượng tất nhiên có những doanh nghiệp định hình phân khúc thấp thì chất lượng sản phẩm của họ không cao nhưng đó là do họ đã tạo ra sản phẩm có chất lượng tương xứng với giá cả được khách hàng chấp nhận riêng với vinfast nhiều khách hàng đánh giá rằng họ đang cung cấp sản phẩm chất lượng thấp nhưng bán giá rất cao không những sản phẩm kém chất lượng mà dịch vụ hậu mãi cũng kém Kiểu kinh doanh như thế này thì chỉ có thể đốt tiền mãi mãi mà không thể hòa vốn được. Người ta cũng không thể tưởng tượng được đi xe VinFast lại phải mang theo cả lề số 10 để vặn acquiesce. Cho đến nay, VinFast đã thông báo là sẽ niêm yết với định giá khoảng 23 tỷ đô la tại Mỹ. Định giá là định giá còn có trụ được với thương trưởng hay không lại là một câu chuyện khác. Nếu kinh doanh không ra gì thì những vốn điều lệ giảm mà cả vốn hóa thị trường cũng tèo lại. Việc ông Phạm Nhật Vượng định giá công ty của ông trên mây chưa nói lên điều gì. Nếu cứ đốt tiền không có điểm dừng thì chừng dừng đó 23 tỷ đô la, dù có trăm tỷ cũng già trò. Chuyện của VinFast giờ đây là phải nổ. Nổ để giữ chân nhà đầu tư, chứ nếu để họ rút vốn hàng loạt thì vốn phát sẽ khôn đốn. Cho nên cứ nổ, nổ cho đến lúc nào, hết cả gần cổ rồi gục lúc đó nhà đầu tư dễ bị dụ sẽ mật trắng tiền đầu tư. Ông Phạm Nhật Vượng chưa thể tính được thời điểm hòa vốn cho VinFast. Cách làm của VinFast là cách làm không bền vững. Điểm dễ nhận thấy của doanh nghiệp không bền vững là thiếu sự tử tế. Cố chống chế, cố khỏa lấp sai lầm mà không thực sự chịu thay đổi. Vingroup lâu nay tranh với thị trường bất động sản bát nháo, trong đó toàn là loại doanh nghiệp chụp giật nên không thấy cái thiếu bền vững của họ. Giờ nhảy sang thị trường lĩnh vực ô tô, lĩnh vực toàn những ông lớn biết làm thế nào để tồn tại giữa thế giới phức tạp này, thì phiên phát lại lòi ra yếu điểm. Và nếu không thay đổi, khó mà trụ được giữa những đại gia tử tế trên thị trường ô tô thế giới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Vượng Vin vào thế phải tử chiến, không thắng cũng nổ hết gần cổ rồi mới gục. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .de.